Rồi xin chào mừng các bạn ở trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái ổ cắm mình mua trên mạng. Và ổ cắm này là ổ cắm công nghiệp. Do mình học ngành điện và mình đi làm trong môi trường công nghiệp nên là mình phải xài những đồ của công nghiệp nó mới an toàn. Thì ổ cắm này nó mắc cái tiền, cái chỗ là do nó xài theo hướng công nghiệp nên là nó mắc tiền. Rất là an toàn nha các bạn. Ghim mình mua về mình để ghim cho các thiết bị mà chịu tải hơi cao á, di động á, mình ghim di động như máy cắt nè, máy hàn nè, máy khoan, motor đó, mình ghim cho mấy cái thiết bị đó là mình xài chua công nghiệp nó an toàn hơn. Bây giờ mình sẽ khui cái chua công nghiệp ra cho mình xem. Đồ công nghiệp thì nó chất lượng, và cái chui mình mua trung bình thì cũng xài được thôi, nhưng mà nó không bằng đồ công nghiệp đâu. Mấy người chơi bên ngành điện công nghiệp á mới chơi cái này thôi, chứ dân thường cũng không có chơi cái này. Rồi đây là mình mua chui phích hai bộ của công nghiệp, phích cái với phích đực. Rồi nó niêm vô gì hết nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo ra. Đây là cái phích, cái chu ghim. Nó có cái ngon ốc ở đây này, dẫn vít này ra, nó lấy cái này ra được. Trong đây nó có đầu dây, mình lấy cái vít cái. Rồi bây giờ mình muốn đấu điện vô cái, đây là cái đường đúc dây điện vô nè. Mình muốn đấu điện vô trong đây thì mình tháo con vít này ra. Trong đây nó có hai con vít nè các bạn. Rồi mình tháo hai con vít này ra. Đồ công nghiệp mà rất là an toàn. Đây chính là mình đấu nguồn vô nè. Đây thì chỗ này nó có mấy cái cực ra cho mình nối, thì hai cái cực nhỏ này nè chính là nguồn dây L và dây N, còn dây này là dây mát. Trong đây nó có ký hiệu nè, chịu tải được là 500V. Ổ cắm một pha nha bạn, ba pha thì nó trong đây có 4 chấu, gồm 3 chấu 3 pha và 1 chấu dây mát. Đây là cái dấu chấu này, dấu dây mát nè. Chấu dây mát. Thì nó có con ốc nè, trên đây mình xả mấy con ốc này ra. Thì trên đây nó có cái lỗ thì mình đút dây điện vô. Thì mình đấu thôi. Đấu xong rồi cái này là cái đồ kẹp dây điện lại mình chuyền ra. Thì chuyền ra ngoài vỏ đây. Thì ở đây nó có miếng gòn. Có miếng gòn. Mấy cái cực này bằng đồng thau nên là khi mình ghim vô á thì nó không an toàn, rất là an toàn. Rồi bây giờ mình sẽ khui thêm cái ổ. Ở này là cái chu ghim. Còn này cái ổ cắm nè, mình khui cái ổ cắm ra. Đây chính là ổ cắm. Ổ cắm thì nó có cái nắp đậy. Trên cái nắp đậy này nó có ghi mấy cái thông số nè. Như là điện áp là từ nhiêu đến nhiêu nè, 220V đến 250V.
tiêu chuẩn là IP44 nè, chống nước á. Rồi thì cái này nó có cái nắp đậy luôn nè, chuẩn của công nghiệp. Rồi cái này nó cũng có hai cái con ốc để mình lấy cái này ra. Thì ở trong đây á nó cũng giống như gì, nó cũng có mấy cái cật đấu gì rồi, nên là mình không có tháo. Thì bây giờ mình sẽ game, thì mình game thì mình game vô gì, nhưng mà các bạn yên tâm đi, mình game lộn cũng không có vô đâu. Này chỗ này nó có một cái ngấn nè. Ở đây nó có cái ngắn nè, để mình ghim ngay cái ngắn đó nè. Đó. Vậy thì mình đẩy mạnh vô là nó sẽ vô. Đó. Khi mình rút ra thì mình cũng rút ra. Nhưng mà đặc biệt cái này mình rút ra nó không có sợ bị giật. Tại vì khi mình rút ra, đây là các bạn để ý nè, cái đồ của công nghiệp là nó vậy. Này mình không có đồ cầm rồi, chưa có lắp vô nên hay khó rút nè, rất là bót. Nè khi mình rút ra nè, khi mình rút ra nè, ví dụ như mình rút ra đi, rút nửa chừng đi, mình có đụng cái tay vô nè, nó cũng là điều mũ hết. Tại vì cái này nó bao luôn rồi nè, nó bao tròn luôn rồi, nên là nè bạn thấy là không bao giờ giật được. Còn cái này nè, nó tuốt ở trong á, nó lỗ tuốt ở trong á, mà đụng khó khi nào mà giật được ổ cắm này, rất là an toàn. Nè chỗ này nó cũng để theo cái thông số y gan như trên đây nè, đó cũng là chống nước áp vào điện á. Thì đây là dài ổ cắm công nghiệp, mình chia sẻ cho các bạn xem. Rồi cảm ơn các bạn xem video của mình nha. Hẹn gặp lại trong các bạn trong video tiếp theo mới nhất của mình về ngành điện điện tử nha các bạn. Này mình mua hai bộ, thì cái này các bạn có thể đấu cho mấy hàng của mình nè, mấy hàng xài nè, những loại máy mà công suất cao á, mấy khoan máy cắt nè, đó motor để mình kéo dây di động đi, nó mình xài nó cho nó an toàn. Chứ để xài theo cái kiểu ổ ghim kia rất là nguy hiểm các bạn. Hướng này là hướng công nghiệp thì xài đúng theo chuẩn của công nghiệp. Rồi, cảm ơn các bạn xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo mới nhất của mình.